HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, hỗ trợ người dùng xây dựng cấu trúc các thành phần có trong trang web hoặc ứng dụng. CSS được định nghĩa là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web. Nó giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức viết web. Nhờ khả năng điều khiển định dạng của nhiều trang web cùng lúc, marketer nên học những mã code cơ bản như HTML và CSS để tối ưu hóa hoạt động marketing, dễ dàng tùy chỉnh trang web, blog và portfolio. Có thể tự mình tùy chỉnh các phần từ của HTML và CSS tạo ra được giao diện theo mong muốn của mình, điều chỉnh nội dung, hình ảnh, sáng tạo mà không cần phụ thuộc vào ai. HTML và CSS là nền tảng của nhiều công cụ digital marketing như WordPress, Google Analytics, Hootsuite, WordPress. Hiểu biết về HTML và CSS, bạn có thể tùy chỉnh các template của các framework cung cấp theo ý tưởng của riêng mình. Với HTML và CSS, bạn có thể đọc một khung sườn của một trang web, từ đó đánh giá và cập nhật mô tả meta, thẻ tiêu đề, thẻ alt và từ khóa. Hiểu rõ về HTML có thể giúp bạn với khía cạnh kỹ thuật của SEO. Học viện đang có chương trình giảm 30% học phí tất cả các khóa học trong tháng này. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi.